Quý vị khách quý sẽ cùng nhanh chân dồn bước trở về với trung tâm hạnh phúc ngày hôm nay. Hãy cùng lựa chọn cho mình những chỗ ngồi thật đẹp, những chỗ ngồi thật ưng ý để cùng mời nước mời trà. Và ít phút nữa sẽ đón chào chuyến xe hoa mang tên Hạnh Phúc Trở Về hôn trường cưới ngày hôm nay để cùng tham dự với lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Trân trọng được kính mời. Trong ánh mắt người, hãy trao em nụ hoa
bảo bước trở về với trung tâm hạnh phúc ngày hôm nay. Hãy cùng lựa chọn cho mình những chỗ ngồi thật đẹp, những chỗ ngồi thật ưng ý để một phần lễ tân của gia đình. Xin phép gia đình mời nước mời trà toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng trở về tham dự với lễ thành hôn của Trần Quang và Khánh Linh, trân trọng được đón tiếp. Được lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho cô dâu và chú rể của chúng em vui lòng. Và lúc này xin mời quan quý khách đôi bên gia đình sẽ cùng ngồi những vị trí đẹp nhất, những vị trí trang trọng để cùng mời nước mời trà, để cùng chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi. Trân trọng được kính mời và hân hạnh được đón tiếp diện diện của tất cả quý vị. Và lúc này với ca khúc khách đến chơi nhà thay cho lời cảm ơn, thay cho lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới tất cả quý vị quan viên hai họ, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
đón tất cả các quan quý khách hai bên gia đình, các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác và bạn bè nam nữ thanh niên đã có mặt tại trung tâm hạnh phúc mang tên Trần Quang và Khánh Linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Thay lời cho những người thực hiện chương trình đến từ sự kiện Đức Chính, cũng như chính truyền lời từ đại gia đình nhà trai, trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào năm nhiệt nhất ạ. Kính thưa quý vị, tất cả những tình cảm chân quý ngày hôm nay quý vị đã cùng trở về từ quê hương nhà gái ở Thái Bình xa xôi, từ quê hương Hải Dương yêu dấu của đất Tứ Kỳ. Chúng ta đã có mặt tại trung tâm hạnh phúc ngày hôm nay dành những tình cảm thân thương nhất để cùng chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi trong ngày lễ thành hôn của chú rể Trần Quang và cô dâu Khánh Linh. Lúc này đây cô dâu và chú rể của chúng tôi đã và đang thực hiện những nghi thức đầu tiên để kính cáo tổ tiên, báo cáo ngày hôm nay là ngày trọng đại của đôi bạn trẻ đã cùng về một nhà, cùng nhau xây dựng vun đắp tương lai và có sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị quan viên hai họ ở đây. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục sợi tiệc nước, tiệc trà và ít phút nữa chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu hai nhân vật chính của chúng ta để cùng chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi, chúc mừng cho đại lễ thành hôn và ngọc của chú rể Trần Quang và cô dâu Khánh Linh. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay trở về với trung tâm hạnh phúc được sự ủy quyền của gia đình, được sự chia sẻ của tất cả quý vị, mang niềm vui, mang niềm hạnh phúc trong ngày đầu xuân năm mới đầu tiên của năm 2024. Chúng tôi những người thực hiện chương trình xin được trân trọng kính gửi tới quý vị những lời kính chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, và lúc này đây, cánh cổng hoa, những tình cảm chân quý mà đại gia đình nhà trai chúng tôi đã và đang được đón tiếp diện diện đông đủ của tất cả quý vị. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục sời những ấm trà thơm của quê hương Tứ Kỳ thân yêu và ăn những tiết bánh kẹo mọt để cùng chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi. Và ít phút nữa dành những tâm thái tuyệt vời nhất, những tràng pháo vỗ tay vô cùng nồng nhiệt để cùng chào đón ra sân khấu hai nhân vật chính. Họ sẽ cùng dành những cái cú chào thật sâu. Cảm ơn diện diện đông đủ của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, đúng là trăm năm thì chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ. Mà giờ Thanh Long Hoàng Đạo đã tới, cho phép ban tổ chức xin kính nhờ một vị trong gia đình nhà trai chúng ta sẽ cùng trở vào bên trong nhà và chúng ta sẽ mời cô dâu chú rể sẽ cùng ôm bó hoa tươi thắm nhất của mình trở ra với khán phòng cưới ngày hôm nay để ban tổ chức tiến hành lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể được đúng giờ. Xin được trân trọng kính nhờ ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và để đáp lại những tình cảm của tất cả quý vị quan viên đã đến từ gia đình nhà gái ở quê hương Thái Bình thì ngay lúc này đây với một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tú cũng là lúc để chờ đón cô dâu chú rể trở ra sân khấu. Chúng tôi những người làm chương trình trân trọng kính gửi tới quý vị một sáng tác, một bài hát về quê hương Thái Bình thân yêu. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của Sao Băng và Thanh Hồng với ca khúc mang tên Anh Hãy Về Quê Em. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Phố xa ngàn ngào hương lúa chín.
đây. Đôi bạn trẻ Trần Quang và Khánh Linh đã hiện diện tại trung tâm hạnh phúc ngày hôm nay. Và xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục xơi tiệc nước tiệc trà mà dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón lên sân khấu hai nhân vật chính. Xin mời chú rể Trần Quang, cô dâu Khánh Linh. Đến với buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng dành một cái cú chào thật sâu, cảm ơn sự diện đông đủ của tất cả quý vị quan viên hai họ bốn bên đã cùng trở về với trung tâm hạnh phúc để cùng chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, đúng là trăm phút sông đổ dồn về một bến, anh chẳng theo nàng anh đến chi đây, đấy với đây không dây mà buộc, anh với nàng không chúc mà say. Mà cái say tình say nghĩa của Trần Quang và Khánh Linh ngày hôm nay đã chín mùi, được sự vun đắp đủ đầy của đôi bên gia đình dòng họ, được sự nhất trí của chính quyền địa phương hai bên. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2023, tức ngày 19 tháng 11 năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt mà đôi bên gia đình lựa chọn để tiến hành lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể. Có đầy đủ sự hiện diện của quý vị, xin mời hãy cùng nâng cốc để mừng duyên tuổi trẻ, nước trẻ xanh thắm tình dân tộc, thuốc lá thơm trọn nghĩa đôi ta. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị gần xa hãy cùng nâng cốc để công nhận trước mối tình ta mặn nồng và từ đây nên vợ thành chồng, từ đây chung thủy trọn đời hai bạn có nhau. Mà giờ đẹp nhất trong ngày đẹp nhất đã tới, giờ thanh long hoàng đạo đã điểm, diện diện đông đủ của tất cả quý vị. Lúc này cho biết ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Trần Quang thành sánh duyên cùng cô dâu Khánh Linh sẽ phép chính thức được bắt đầu. Quý vị mời một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng. Mến và có đề ngày hôm nay có lễ thành hôn thật sự tuyệt vời trong không gian ấm cúng của tất cả quý vị, không thể không kể đến đó chính là sự góp sức, sự động viên, cổ vũ cũng như trách nhiệm của hai bên gia đình dành tặng cho đôi bạn trẻ. Lúc này đây xin mời quý vị sẽ cùng xơi tiệc nước tiệc trà dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón lên sân khấu hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng khởi thân trở lên với trung tâm hạnh phúc ngày hôm nay, một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai và một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời hai ông sẽ cùng trở lên sân khấu ạ. Vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn nhà trai sẽ đứng cạnh chú rể Trần Quang và vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu Khánh Linh ạ. Và lúc này xin mời quý vị sẽ cùng đến với những lời chia sẻ đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn nhà gái đến từ quê hương Thái Bình yêu dấu. Trân trọng được kính mời ông ạ. Kính thưa các vị khán giả cùng toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng, hôm nay hai gia đình của bộ tám họ, hai gia đình hôm nay là ngày vui của hai cháu Quang và cháu Ninh. Tôi thay mặt cho gia đình nhà gái nên cảm ơn sự đón tiếp của gia đình nhà trai đối với gia đình họ gái của chúng tôi. Về hai cháu đã yêu nhau và xây dựng với nhau từ bên đất nước bạn, nay mới trở về để gia đình như thế là hai bên báo hiếu cho các cháu. Thì cuối cùng thay mặt cho gia đình nhà gái và chúc hai cháu mạnh khỏe, trăm năm và hạnh phúc. Và cảm ơn sự nồng nhiệt đón tiếp của gia đình nhà trai đối với gia đình nhà gái chúng tôi. Còn có gì thông cảm. Còn cuối cùng là chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của hai gia đình hai cháu là mạnh khỏe và hạnh phúc sang chuẩn bị sang năm mới. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ phát biểu cho dâu nhận rể đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn nhà gái. Kính thưa quý vị, đúng là trồng cây chung đã đến ngày ăn quả, công việc vun trồng là có cả đôi bên, nhà gái đã nhắc nhở thường xuyên, nhà trai không thể không quên dặn dò. Và ngay lúc này đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với những lời chia sẻ phát biểu cho rể nhận dâu đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn nhà trai. Trân trọng được kính mời ông ạ. Trước
Trước khi phát biểu thì xin kính mời các cụ họ nhà gái xây dầu uống nước và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Kính thưa toàn thể hội hôn, trong quá trình tìm hiểu của cháu Quang cũng như là cháu Linh và đã được Đại sứ quán Việt Nam kết hôn tại Nhật Bản. Song vì điều kiện chưa cho phép cho nên hôm nay là các cháu mới tổ chức được. Thế thì ở đây thì tuy thế nhưng hai gia đình cũng đã gặp nhau 2-3 lần rồi, cũng đã thống nhất các cái nghi lễ, nhưng mà hôm nay thì chính thức là chỉ là cái thủ tục, tức là báo hỷ thôi, chứ còn cái ngày mà các cháu tổ chức trao duyên gửi phận cho họ nhà trai chúng tôi thì cách đây đã 2 năm rồi. Đấy, thì xin báo cáo với các bộ như thế, nhưng dù sao thì hôm nay mới chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thế cái này là cái mà mong rằng hai gia đình hãy quan tâm hết mức về hạnh phúc cho các cháu. Thế trong thời gian vừa qua thì hai cháu đã sinh được một cháu gái rất là kháu khỉnh. Thế thì vui duyên mới thì chắc rằng hai cháu cũng tiếp tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, nơi mặt trời mọc và xứ sở hoa anh đào. Thế thì cái này là cái là gia đình chúng tôi cũng là rất phấn khởi, làm sao cầu phúc cho các cháu một vài ngày nữa là các cháu tiếp tục đi xây dựng cuộc sống tại Nhật Bản. Thế và cũng mong một vài năm tới các cháu sẽ sinh ra một người hoàng tử mới. Thì có trai có gái. Thế thì hôm nay cũng nhân ngày hôm nay thì thay mặt cho họ nhà trai thì cũng cảm ơn tất cả các cụ hai họ bốn bên. Chúng ta uống nước mừng hạnh phúc cho hai cháu và chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn. Chúng tôi thay mặt cho nhà trai để xin chúc các cụ toàn thể hội hôn có một sức khỏe tốt và luôn luôn quan tâm đến hạnh phúc của hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ phát biểu đến từ hai vị truyền đạt đại diện cho đôi bên gia đình. Và lúc này trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, xin mời hai ông sẽ cùng bước lên trên ạ, lên phía trên ạ. Vâng, dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt được không ạ? Vâng ạ. Xin mời hai ông sẽ cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt rất tuyệt vời. Xin chúc cho tình chúng ta đôi bên gia đình sẽ gắn bó keo sơn và là chỗ dựa thật sự tuyệt vời cho đôi bạn trẻ trong tương lai. Xin được trân trọng cảm ơn ông và xin mời hai ông sẽ cùng trở về với vị trí của mình trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và lúc này đây những nghi thức tiếp theo trong ngày lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Xin mời Trần Quang và Khánh Linh, hai bạn sẽ cùng tiến tới thắp ly tình yêu và những chiếc bánh xinh đẹp ngày hôm nay ạ. Vâng, và lúc này thì xin mời cô dâu Khánh Linh sẽ ôm bó hoa của mình đi ạ. Và xin mời chú rể Trần Quang với đôi bàn tay rắn chắc của mình sẽ khu những chai sâm banh đầu tiên nào. Vâng, và quý vị nổ những tràng pháo tay thật lớn thật dài ạ, để cùng cổ vũ cho chú rể Trần Quang. Vâng, và xin mời chú rể hãy cùng hướng lên trần nha. Đầu tiên đã được chú rể khui thành công. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót lên thắp đi tình yêu ạ. Quay ngược. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ tay trong tay nở những nụ cười thật viên mãn ạ, để cho tất cả quý vị khách quý cũng như những ống kính xinh đẹp sẽ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho đôi bạn trẻ. Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đó chính là hình ảnh vô cùng đẹp mắt, lung linh huyền ảo trong cái tình yêu của cô dâu và chú rể. Đôi bạn trẻ của chúng ta đã và đang tay trong tay rót lên thắp ly tình yêu. Dòng rượu đỏ đang hòa quyện với làn mây trắng, đó chính là những gì đẹp nhất trong ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã cùng cho quý vị được chiêm ngưỡng. Chúc đôi bạn trẻ của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê.
nghiệm của Trần Xuân Banh đầu tiên thì với Trần Xuân Banh thứ hai, xin chúc cho chú rể Trần Quang của chúng ta sẽ khui một cách nhanh chóng. Xin mời. Và sau khi đôi bạn trẻ khui cho Xuân Banh thứ hai xong thì xin mời hai em sẽ rót đầy những chiếc ly mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Và sau đó thì xin mời hai em sẽ tiếp tục rót đầy lên tháp ly tình yêu. Ban tổ chức đã và đang chuẩn bị cho đôi bạn trẻ, hai bạn đan tay trong tay dành tặng những tình cảm tuyệt vời nhất, rất đầy những tình yêu thương, sự báo hiếu của đôi bạn trẻ ít phút nữa sẽ dành tặng cho đôi bên gia đình, dành tặng cho chính cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và tháp ly tình yêu vẫn đang được cô dâu chú rể rót đầy những tình cảm chân quý, giống như làn rượu đỏ đang hòa quyện với làn mây trắng, đó chính là tạo hóa sinh ra tình yêu cho đôi lứa. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ chính thức bước vào ngưỡng cửa của gia đình tương lai. Xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể với nghi thức đầu tiên, nghi thức rót rượu. Và xin mời đôi bạn trẻ tiếp tục với nghi thức cắt bánh ạ. Chúng ta sẽ cùng dùng cuộc cắt bánh trên tay, sẽ cùng tay trong tay cắt lên nắp bánh đầu tiên bên dưới cùng ạ. Tầng thấp nhất ạ. Vâng, tầng thấp nhất. Xin thay mặt cho cô dâu và chú rể chúc cho tất cả quý vị con viên ai họ ngày hôm nay thật nhiều sức khỏe. Và tiếp tục với tầng bánh thứ hai, xin mời cô dâu và chú rể ạ sẽ cắt lên tầng bánh thứ hai. Chúc cho các bạn trẻ của chúng ta sẽ là những người con ngoan, có hiếu đối với gia đình đôi bên. Và tầng bánh cao nhất đó chính là tầng bánh đẹp nhất, lâu đài tình yêu của cô dâu và chú rể. Quý vị dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô dâu chú rể sẽ có một gia đình hạnh phúc tương lai. Xin được chúc mừng đôi bạn trẻ. Và xin mời hai bạn sẽ còn tiếp tục trở về với vị trí sân khấu ạ. Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể ngày hôm nay đã trưởng thành, không thể quên ơn dưỡng dục sinh thành của đôi bên gia đình. Và lúc này đây, trước phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu, đó chính là người bố thân yêu của cô dâu ạ. Trân trọng kính mời thân sinh của cô dâu và trân trọng kính mời mẹ của chú rể cũng sẽ cùng trở lên sân khấu ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời ông bà. Vâng, ra cho phép ban tổ chức xin nhờ. À rồi, chú rể rất tuyệt vời. Xin mời chú rể sẽ hãy đưa cho cô dâu, đưa cho vợ của mình ạ. Và xin mời cô dâu Khánh Linh sẽ dâng ly rượu hiếu mời người mẹ chồng của mình. Và chú rể cũng sẽ mời ly rượu hiếu, ly rượu cảm ơn, công ơn dưỡng dục sinh thành của người bố vợ. Và xin mời hai bạn. Kính thưa quý vị thân mến, và cho phép ban tổ chức cũng xin nhờ tất cả quý vị sẽ rót đầy những ly trà của mình được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng uống rượu, uống trà để cùng chúc mừng cho gia đình hai bên, chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Xin mời đôi bên gia đình ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Tình yêu là thứ gì đó vô giá, kết nối tình cảm của tất cả chúng ta, kết nối hai nơi xa xôi Hải Dương và Thái Bình đã cùng trở về đây chung một tình yêu thương dành tặng cho cô dâu và chú rể. Kính chúc cho đôi bên gia đình sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Và lúc này cũng xin mời cô dâu và chú rể hãy từ từ ạ. Xin mời cô dâu và chú rể hãy hướng mặt về nhau đi nào. Nhìn nhau với những nụ cười thật trìu mến và tình yêu thương, tình yêu dành cho nhau. Và đan xen tay nhau, chúng ta sẽ uống ly rượu giao bôi cho ngày vui hôm nay. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và cũng xin mời hai bên thông gia sẽ cùng tiến lên phía trước ạ. Hãy dùng dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt được không ạ? Vâng, xin được chúc mừng đôi bên gia đình Thái Bình, Hải Dương sẽ luôn luôn đoàn kết gắn bó keo sơn. Quý vị một tràng pháo tay lớn hơn là cùng chúc mừng cho đôi bên gia đình. Trân trọng cảm ơn ông bà rất nhiều và xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng trở về với vị trí trang trọng của mình ngày hôm nay. Kính thưa
vị thân mến, những món quà thân yêu, những bàn tay quý giá, quý vị đã cùng vang lên những tràng pháo vỗ tay để cùng thay cho lời muốn nói chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể là món quà vô giá. Và ngày hôm nay đây, trong niềm vui hạnh phúc của cô dâu chú rể, họ cũng sẽ trao cho nhau món quà đầu tiên trong ngày vui chung đôi. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng trao cho nhau cặp vòng nhẫn cưới ạ. Cô dâu Khánh Linh hãy đặt bàn tay bên trái của mình lên trên mặt của bó hoa, lên trên mặt của bó hoa. Vâng, đón nhận món quà đầu tiên từ người chồng thân yêu của mình. Vâng, và bây giờ đôi bạn trẻ hãy cùng giơ cao tập vòng nhẫn cưới để cùng khoe với tất cả quý vị quan viên hay ở bốn bên đúng không ạ? Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, và những món quà tiếp theo đây có lẽ rằng là những món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho đôi bạn trẻ. Chúc chồng được kính mời món quà đầu tiên đến từ người mẹ chồng thân yêu. Xin mời bà sẽ cùng chuyển lên sân khấu dành những món quà ý nghĩa nhất cho các con của mình. Trân trọng được kính mời. Sau món quà của mẹ chồng, xin mời vợ chồng anh Mạnh chuẩn bị. Vâng, và trước khi đến với món quà của vợ chồng anh Mạnh thì xin mời mẹ nuôi của chú rể cũng chuẩn bị món quà của mình dành tặng cho các con trong ngày vui ngày hạnh phúc. Trân trọng được kính mời. Của mình một cái ôm thật chặt được không nào? Vâng, và xin mời nhiếp ảnh gia sẽ còn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này cho đôi bạn trẻ cũng như cho đại gia đình nhà trai chúng tôi. Xin được chúc mừng cô dâu và chú rể ạ. Và ngay sau đây xin mời mẹ nuôi của chú rể sẽ cùng chuyển lên sân khấu dành tặng món quà của mình.
dưới của mình. Em bé sau khi được nhận quà của bà đã cười rất tươi quý vị ạ. Xin được chúc mừng cho đại gia đình chúng ta. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời món quà của vợ chồng anh Mạnh sẽ được trở lên sân khấu. Sau món quà của vợ chồng anh Mạnh thì xin mời anh Cường chuẩn bị món quà của mình ạ. Dành tặng món quà của mình cho các em trong ngày vui ngày quốc hôm nay. Trân trọng kính mời. Vợ chồng anh Đắc Luận sẽ cùng chuyển đến sân khấu ạ. Vui như ngày hôm nay, tất cả các anh các chị đã và đang được chờ đợi để cùng trao tặng những món quà kỳ vật. Chúc mừng cho các em của mình trong ngày vui hôm nay. Và quý vị cũng dành tặng những giọt pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho bạn trẻ được không quý vị? Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Chuẩn bị món quà của mình. Trân trọng cảm ơn món quà của vợ chồng anh Đắc Luận. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các anh chị Thường Huy Nguyên sẽ cùng trở lên sân khấu dành tặng món quà cho hai em ạ. Trân trọng được kính mời. Vâng, và món quà này sẽ được mẹ đại diện để cùng mừng tới hai em trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Quý vị cũng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn món quà của anh chị Thường Huy Nguyên dành tặng cho cô dâu và chú rể được không ạ? Xin chào cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Của tất cả quý vị đã làm nên một không gian thật sự ấm cúng dành tặng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và với không gian ấm cúng này, xin đổi ưu bạn trẻ ạ. Bố sẽ bé con gái được không nào? Vâng, và hai bạn hãy cùng dành một nụ hôn thông qua một người con yêu thương của mình được không ạ? Vâng, và xin mời những ảnh gia hãy cùng giơ cao ống kính của mình để cùng lưu lại khoảnh khắc này ạ. Những gì đẹp nhất quý vị đã được chứng kiến để chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi thì lúc này thay cho lời cảm ơn, xin mời vợ chồng chúng ta cùng với công chúa nhỏ sẽ cùng trở về với dãy hàng bàn trà bàn nước để cùng dâng nước cảm ơn tiền tiền đông đủ của tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Are you ready?
mến, và ngày hôm nay thay cho lời muốn nói để cùng cảm ơn sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị, cũng như dành những tình cảm thân thương thông qua những ca khúc hay nhất ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi. Ngay sau đây với một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho với tiếng hát của Sao Băng và Thanh Hồng, ca khúc Chiếc Khăn Piêu trân trọng kính gửi tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chiếc Khăn Piêu. Một tràng pháo tay thật rộn rã của quý vị đã dành cho cô dâu chú rể cũng như chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Ông ca sĩ Sao Băng, ca khúc mang tên Tình Yêu Không Lời, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay trong không gian thực sự ấm cúng của tất cả quý vị, những tình yêu thương quý vị đã cùng trở về từ hai quê hương Hải Dương, Thái Bình, dành tặng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất và đẹp hơn nữa, vui hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa. Đó chính là cô dâu và chú rể đã có một nàng con thứ hết sức xinh đẹp. Và lúc này đây, xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ.
đến cả với sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, Tình Yêu Không Lời đã khép lại chương trình Văn Nghệ để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, cũng như khép lại đại lễ thành hôn của Trần Quang và Khánh Linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa thay lời cho gia đình, trân trọng cảm ơn quý vị đã cùng bớt chút thời gian vào ngọc đón cái thập hồng trở về với trung tâm hạnh phúc, tham dự trọn vẹn lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Một lần nữa trân trọng được cảm ơn quý vị rất nhiều, kính chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, và đặc biệt kính chúc phái đoàn nhà gái quê hương Thái Bình sẽ về được thịnh lộ bình an. Trân trọng được cảm ơn.